Rồi, cốt đùm xe cúp CD Charlie Dream City quay các loại nha. Giờ tiếp tục cặp cốt đùm to này. Cốt dành cho các bạn gắn xe cúp đùm to nha. Xe cúp từ đời 2000 trở đi thì cái đùm trước nó to các bạn. Đùm trước nó to thì khi mà cái đùm trước to thì cái cây cốt trước này nè nó cũng to theo luôn nha. Cái cục canh nó cũng khác luôn nha. Còn với xe cúp bình thường á, xe cúp bình thường thì cái cây cốt trước nó nhỏ này, cái đờ cái cục canh nó đây đó, đó nên mà kỹ nha, nó chỉ khác cái cốt trước thôi, cái cốt sau thì giống nha. Rồi anh em nào có nhu cầu lên bộ cốt đùm dành cho đùm to từ 99-2000 cho đi tôi cho tới 2008 là xe đùm to nha anh em. Đó. Rất là đẹp nha anh em. Thì mình có bán lẻ cặp bát không hay là cặp cốt đùm không. Cặp cốt thì luôn luôn có hai cục canh, còn cái cặp bát này thì tùy theo cặp cũng có cục không, giá tiền khác nhau nha. Thì anh em cứ gọi trực tiếp mình sẽ báo giá cho anh em. Đó, mình quay kỹ cho anh em coi rất là đẹp nha. Đồ zin là gắn ra xe là khỏi xét gì luôn, còn mua là thằng lô mấy chục ngàn gì vài bữa nước mưa ngắm vô nó xét nha anh em. Rồi cặp này dành cho anh em gắn xe custom hoặc là tấm sáo đời cao vậy, miếng nói chung miếng đùm to là xài chung hết nha anh em. Rồi cảm ơn tất cả các bạn, anh em nào có nhu cầu lấy các loại cúc đùm anh em liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình nha. Phương thức mua hàng thì những anh em nào ở khu vực Sài Gòn chúng ta sẽ qua trực tiếp bên shop để mua, ở xa thì chuyển khoản rồi bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha anh em. Cảm ơn tất cả các bạn, đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video phụ tùng đi xe cấp nha. Giờ mình sẽ quay tiếp những cái cặp kia cho anh em coi nha, mỗi cặp mình sẽ quay một video cho anh em dễ theo dõi.